Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trong đợt 1, tỉnh Hưng Yên sẽ dành gần 33 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Đây là thông tin được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đề xuất tại cuộc họp về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức mới đây. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề xuất phương án dành 17 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Theo đó, tỉnh hỗ trợ các huyện Khoái Châu, Kim Động, Văn Giang, Ân Thi, Phủ Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên mỗi địa phương 2 tỷ đồng, hỗ trợ các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào mỗi địa phương 1 tỷ đồng. Tỉnh hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Cụ thể, hỗ trợ hộ nghèo có nhà bị đổ sập hư hỏng với mức 80 triệu đồng một hộ một nhà xây mới và tối đa 40 triệu đồng một hộ một nhà sửa chữa. Các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị đổ sập hư hỏng được hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ một nhà xây mới và tối đa 30 triệu đồng một hộ một nhà sửa chữa. Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ hai xã Hùng Cường và Phú Cường, thành phố Hưng Yên, mỗi địa phương 10 tấn gạo. Đây là quà tặng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác khi đến thị sát tình hình, kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại Hưng Yên ngày 12 tháng 9. Hưng Yên cũng dành 12 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Thái Nguyên, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Đến ngày 24 tháng 9, đã tiếp nhận trên 36 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Nhiều tổ chức cá nhân đã ủng hộ hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cùng hệ thống mặt trận trong toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ cứu trợ để tạo thêm nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả do bão lũ, thường xuyên nắm bắt tình hình, nhu cầu của người dân để kịp thời có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để ban vận động cứu trợ hoạt động thông suốt hiệu quả. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, bão số 3 và lũ trên sông Hồng, sông Luộc vừa qua đã gây thiệt hại trên 3.600 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp bị thiệt hại hơn 3.300 tỷ đồng, nhà ở khoảng 87 tỷ đồng, giáo dục khoảng 16 tỷ đồng, lĩnh vực công nghiệp ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 65 tỷ đồng. Tổ chức công đoàn sẽ hỗ trợ mức từ 1 đến 10 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, góp phần khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Nội dung hỗ trợ này được đề cập trong công văn số 2038 ban hành ngày 10 tháng 9 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Công văn được gửi đến các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Theo đó, thực hiện thông báo kết luận 144/TB-TLD ngày 10 tháng 9 về việc đề xuất các chính sách hỗ trợ đoàn viên người lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, chủ động nắm bắt tình hình và hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình người lao động bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cụ thể, các đơn vị chủ động có văn bản đề nghị quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 theo quy định của quỹ cho đối tượng là đoàn viên người lao động bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão là 10 triệu đồng một người chết. Đoàn viên người lao động bị thương nặng phải nằm viện điều trị, hỗ trợ mức từ 1 đến 5 triệu đồng một người. Đối với những địa phương, ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3, căn cứ mức độ thiệt hại về tài sản, nhà cửa bị tốc mái, lũ cuốn trôi, sạt lở, nhà cửa bị hư hỏng, cần sửa chữa ngay, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Mức hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng một trường hợp, từ nguồn tài chính, tích lũy, chi thường xuyên. Đối với những địa phương, ngành không cân đối được nguồn thì có văn bản gửi Tổng Liên đoàn đề nghị hỗ trợ theo thực tế. Văn bản đề nghị nêu rõ đối tượng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ cụ thể.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành công thương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khẩn trương triển khai thực hiện. Chiều ngày 10 tháng 9, tại lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Công đoàn Việt Nam ủng hộ ban đầu 5 tỷ đồng. Chiều cùng ngày, Tổng Liên đoàn cũng tổ chức buổi quyên góp ủng hộ đồng bào, đoàn viên, người lao động các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3. Cán bộ, công chức, người lao động, cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc đã tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3, mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương. Bão Yagi quét bay tài sản của không ít doanh nghiệp, người dân miền Bắc. Chuyên gia cho rằng chính phủ nên có hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên để giúp họ từng bước tái thiết. Bão Yagi, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh thành phía Bắc gây thiệt hại về người và tài sản. Tổn thất mà nó gây ra cho các địa phương lên tới hơn 60.000 tỷ đồng và năm nay GDP có thể giảm 0,15% so với kịch bản trước đó. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, nhiều doanh nghiệp cho biết bị thiệt hại tới hàng nghìn tỷ đồng. Các tài sản có giá trị lớn như nhà xưởng, tàu thuyền, máy móc thiết bị hàng hóa đều bị hư hỏng nặng. Chưa kể, phần lớn doanh nghiệp tại các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng gián tiếp khi phải đóng cửa, ngừng hoặc giảm sản xuất trong thời gian bão lũ. Việc khôi phục sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp hiện rất khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế, sinh kế của người dân lao động, VCCI đánh giá. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng doanh nghiệp cần thời gian nhất định để phục hồi hoàn toàn. Song vấn đề cần quan tâm là chính sách hỗ trợ thế nào, thứ hạng ưu tiên ra sao khi nhiều thành phần kinh tế cùng lúc bị tác động. Các chuyên gia lưu ý về những tổn thương của lĩnh vực nông nghiệp và cho rằng cần có ưu tiên hỗ trợ khu vực này. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khoảng 190.358 ha lúa và 48.720 ha hoa màu bị ngập úng, 3.269 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hỏng, cuốn trôi. Điều này gây thiệt hại nặng nề cho nông, ngư dân ở các vùng nơi có bão đi qua. Ông Tô Hoài Nam đề nghị nhà nước miễn tiền thuê đất từ 3 đến 5 năm cho doanh nghiệp nông nghiệp, thủy sản bị ảnh hưởng. Cùng với đó, chính sách ưu đãi với doanh nghiệp FDI cần tính tới việc khuyến khích họ mua nguyên liệu từ vùng bị thiệt hại. Cơ chế khuyến khích có thể là giảm thuế VAT với các mặt hàng này, ông đề xuất. VCCI cũng khuyến nghị tăng tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp nuôi trồng thủy hải sản, miễn tiền thuê mặt nước, phí, ra vào cảng biển, sử dụng vị trí neo đậu đến một năm. Hoặc nhà nước hỗ trợ từ 50 đến 70% phí mua bảo hiểm cho các tàu cá du lịch đến hết năm 2025. Sau bão, nhiều người dân doanh nghiệp dễ rơi vào cảnh nợ nần túng thiếu. Nhiều người trở nên trắng tay, không có tiền để hoạt động trở lại. Một số khác nặng gánh với các khoản nợ treo ở ngân hàng, trong khi tài sản đảm bảo đã hư hại, bị bão lũ cuốn trôi. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thống kê từ 20 địa phương, số dư nợ bị ảnh hưởng khoảng 80.000 tỷ đồng. Trong đó, tại Quảng Ninh và Hải Phòng có 11.700 khách hàng với dư nợ khoảng 23.100 tỷ đồng. Ngoài ra, chuyên gia khuyến nghị các chính sách về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng VAT, thuế đất. Việc trợ cấp một phần chi phí tái thiết, sửa chữa cũng cần thiết để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Những chính sách khác về thị trường lao động cũng được các chuyên gia đề cập tới nhằm giúp cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Chi tiết hơn, VCCI đề nghị chính phủ giảm thuế VAT với xăng dầu từ 10% xuống 8% trong 3 tháng cuối năm nay cho các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở địa phương chịu thiệt hại, đặc biệt là vùng núi.